Theo thông tư mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải ban hành, thì phụ tùng linh kiện ô tô phải đáp ứng 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nghĩa là phải được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm định, cấp chứng nhận hợp quy thì mới có thể lưu thông ra thị trường để đưa vào phương tiện sử dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn lần lượt triệt phá 2 vụ án sản xuất và kinh doanh mua bán phụ tùng ô tô giả thương hiệu với nhiều thủ đoạn tinh vi để biến phụ tùng trôi nổi gắn mác thương hiệu đã được bảo hộ. Nhái hàng giả này thì nó không bằng chất lượng của hàng chính hãng. Ví dụ như là hàng chính hãng thì 100.000 km, 1 vạn km thì phải thay lọc một lần. Nhưng mà những cái loại lọc kém chất lượng như này thì chỉ được khoảng một nửa thời gian so với hàng chính hãng. Dù biết rõ các phụ tùng ô tô xe máy giả có chất lượng kém, gây thiệt hại về kinh tế cho các chủ xe, nhưng nhiều cửa hàng vẫn nhập về để bán. Dọc tuyến phố Huế, không khó để thấy những cửa hàng bán những phụ tùng thay thế, lý do bởi hàng giả tiêu thụ chạy hơn hàng chính hãng. Các hãng phụ tùng không rõ nguồn gốc, khi không có xác định được nguồn gốc rõ ràng của các phụ tùng này vì nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì người ngồi trong ô tô là người trực tiếp sử dụng điều hòa của ô tô và cái lọc dầu, lọc gió, thiết bị kỹ thuật không đồng bộ với hàng chính hãng sẽ gây mất an toàn. Theo cơ quan điều tra, hiện nay trên thị trường, phụ tùng ô tô giả nhái thương hiệu thường được người bán hoặc các chủ gara chào bán với cái mác là phụ tùng OEM, nghĩa là hàng gia công của các thương hiệu, nhưng thực chất không phải vậy. Người bán chào hàng như thế nhằm mục đích để nâng giá bán của sản phẩm gần như tương đương với giá hàng chính hãng, khiến chủ xe bỏ ra tiền thật nhưng lại nhận về hàng giả.